Yoga Karmasu Kausalam là một định nghĩa tuyệt vời về yoga trong cuốn Bhagavad Gita, ngụ ý rằng yoga là nghệ thuật của việc làm khéo léo. Giải thích theo một cách đơn giản, yoga không là gì khác ngoài sự xuất sắc trong hành động. Những gì chúng ta làm hoặc thực hiện, chúng ta thực hiện nó một cách hoàn hảo, khéo léo. Yoga Karmasu Kausalam trình bày một kỹ thuật vô cùng tinh tế để biến mọi hành động của chúng ta, dù dễ chịu hay khó chịu, cơ hội hay trở ngại, thành một hành trình đạt được tự do khỏi tù túng và khổ sở. Một hành động được thực hiện với một tâm trí tĩnh lặng, không dính mắc, không tham dục, không hận thù và không có ham muốn ích kỷ để hưởng thành quả của hành động là hành động hoàn hảo. Để thực hiện hành động một cách khéo léo, trước hết chúng ta cần phát triển khả năng phân biệt và sau đó nhận thức về suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Trong quá trình này, khi chúng ta học cách yêu thương mọi người xung quanh vô điều kiện và học cách thực hiện các hành động một cách vị tha, chúng ta thực sự đã học được cách thực hiện hành động một cách khéo léo, hoàn hảo. Tình yêu vô điều kiện và hành động vị tha này không gì khác ngoài biểu hiện của sự không bám chấp vào bất cứ điều gì. Nếu có thể tóm tắt và nói sự hoàn hảo này dễ hiểu hơn, Trang sẽ chia sự hoàn hảo này được thể hiện ở 3 điều sau. Điều thứ nhất đó là hành động với sự tập trung. Quá khứ là điều đã qua, tương lai là điều chưa tới. Tâm trí, thân thể và linh hồn đều tập trung hết cho hành động của hiện tại. Điều thứ hai đó là tận hưởng quá trình và không quan tâm đến kết quả. Điều thứ ba là dù kết quả như thế nào thì cũng đón nhận nó, chấp nhận kết quả. Theo truyền thống, yoga được ngụ ý là sự kết hợp giữa ý thức của một người với ý thức tối cao hoặc chân lý tối thượng. Nếu ai đó xuất sắc hoặc khéo léo trong hành động hoặc nhiệm vụ mà người đó đang thực hiện thì người ấy đang trên con đường yoga mà cuối cùng có thể dẫn đến sự hợp nhất của cái tôi với cái tối cao.